Ấy, chào các bác, em đang cái giờ tách chim cho chim ăn và chăm sóc trang trại chim. Đấy. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác một cái đơn hàng, một cái nhóm rất là đơn giản thôi. Bác nào mới chơi thì có thể tham khảo. Đấy, em chuyển sang camera đằng trước cho các bác nhá. Đấy. Thì ở đây á thì là một đôi thì dành cho một con chim đực tợn này và một con chim mái thuần. Thì đây là những cái form này. Thôi này, thả con đực vô trong này cho nó có đôi đấy. Chim cuối ngày sờ lúa bầu diều sáo sạo sạo đấy. Ok, đây bật cái đèn flash lên cho nó sáng đấy. Đấy. Nó hơi tối nên là phải quay đèn flash các bác nhé. Thì cái con đeo vòng ở chân là con cái, là đuôi ngắn hơn. Còn con bên đằng sau là con đực. Thì dòng này là dòng mã ngỗng phân hồng. Đấy. Rất là đẹp. Chim thì đến cái tuổi sinh sản thuần thục. Thì cơ bản là chim chim phấn hồng. Đây dòng này là ghép chéo chứ không phải là đôi zin. Đấy. Ghép chéo nhé. Bác nào mà có xem kỹ cái video thì các bác cảm nhận thấy cái này rất tiếc là không được ánh sáng tự nhiên, nên ra là cái quả của nó không được được đỏ. Đấy, cái vốn là nó rất là đỏ. Rất là đỏ. Thì trong cái clip này hôm nay thì tiện có một bác ở Hà Nội, bác có yêu cầu quay một đôi đực cái để cho nó vừa gáy vừa ghép, thì em sẽ lên cái clip này trong cái ngày 14 này, đặt tên là clip số 14, đăng ngày 14 tháng 10 năm 2021. Thì cái đôi này thì nó là dòng chim thuần. Đấy, chim thuần nhá các bác nhá. Chim rất là thuần luôn. Đấy. Trống mái rõ ràng. Đấy. Thì để cho các bác là 1,5 triệu. Đấy. Bác nào muốn chơi một con đực thì tách riêng ra. Còn bác nào muốn sử dụng cả đôi thì cứ ghép bình thường. Đấy. Đã đến cái tuổi cập kê rồi. Đấy. Ngoài 1 năm tuổi rồi. Chim đẹp. Đấy. Chim đẹp. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con cái là con đánh dấu đeo vòng ở chân. Con đực thì rất là tợn, to, dài, trường chim. Hy vọng rằng các bác có thể xem và liên hệ kết nối số Zalo của đồng chí Thao, kênh Chim Cu Gáy Hay là 033 5305982. Em sẽ cố gắng là ngày nào cũng lên cái clip cho các bác tham khảo trên sóng. Nhiều bác không có điện thoại, các bác có thể xem tivi, đặc biệt là các bác cao tuổi. Các bác muốn tìm một cái đôi để chúng ta chơi thì nó hợp lý thôi. Trong cái thời buổi túi tiền khoảng 1,5 triệu để chơi đôi này là hợp lý các bác nhé. Clip 14 này. Đấy. Con mái thì giọng pha, còn con đực thì nó là giọng thổ các bác nhé. Như vậy là có một con còi vừa gù. Rất nhiều.
mặc áo mưa cho chim ăn. Đây là nông dân đúng không các bác? Bên cạnh là những chú chim cu. Đây là tất cả sự nghiệp của em đấy các bác ạ. Trông thế thôi nhưng là mình yêu nó yêu mình. Mưa gió này phải xuống xem con nào nó ở đây này. Hôm nay là phải cho okay. Đấy. Nếu như mà nước không thì nó không thể vàng như này được đâu các bác ạ. Đấy. Đấy, đâm ra là nếu như mà chúng ta làm cái gì mà không đến nơi đến chốn thì không bao giờ có mà ăn đâu. Đấy. Đây này. Chúng ta cho uống phòng nước này. Đấy. Thì những cái đôi chim như này thì các bác có thể thấy nó rất là đẹp luôn. Đeo vòng chân. Ở đây thì có một đôi. Đây. Rất đẹp luôn. Ồ. Đây. Cho lên một siêu phẩm nữa. Siêu phẩm nhá. Đấy. Siêu phẩm. Chim đực. Đấy. Mắt đỏ. Tợn. Hăng. Diều cuối ngày căng đét đẹp, đẹp luôn. Thì con này là clip số 15. Em để giá cho các bác là 1 triệu. Đấy. Con này nó đã gù mái rồi, em tách ra rồi. Đấy. Các bác nhìn thấy cườm về. Cườm về nhá. Cườm về, mắt đã đỏ. Đấy. Con này thì em đánh dấu, hôm trước nó gù là em đã đánh dấu một ít chóp cánh rồi. Đấy. Chim thì đã già ngoài 2 năm rồi. Chim dài, đấy, móng... móng đại bàng, không có cái dấu hiệu gì nỗi móng nhá. Đấy. Đấy. Chim rất là khỏe. Đấy. Em có thể cho nó lên cầu. Đấy. Lên đi con. Về cơ bản thì chim rất là to, khỏe. 1 triệu em này nhá. Bác nào mà muốn chơi một con đực thì đây là sự lựa chọn. Chim quả to, ngực không. Đấy. Rất là thuần thục luôn đấy. Lên cầu đi con. Lên cầu. Lên cầu. Đấy. Bác cứ yên tâm là em đã lên con nào là ra con đấy chứ không phải đơn giản. Đấy. Bác nhá. 1 triệu clip số 15. Đấy. Số Zalo với những số liên hệ của em là 0335305982. Hẹn gặp lại các bác ở cái video sau.